Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, ở bên mình thông báo cái dòng bát Neo Cone 100 RCF nhá, bát 40 đã có hàng. Phiên bản này là phiên bản nhập từ năm ngoái ở bên mình, nghĩa là bán từ năm ngoái, phiên bản Cone lớp trong lớp ngoài nhá. Cái Cone sẽ có hai lớp. Mình sẽ khui thùng mới. Nguyên bản như này anh em nhá, nguyên bản thế như này. Đó. Đó. Có cái dây, còn cái tất nhiên là khi gửi đến nhà anh em thì cái dây nó sẽ không còn nữa rồi. Mình thấy cái dao dọc giấy mình cắt cái băng dính này. Nó không còn đấy nữa. Đây là một trong phiên bản mà anh em mình dùng để chơi sự kiện hoặc những bác nào mà không gian phòng rộng lớn thì mới dùng được cái thòng côn lớn này nhá. Anh em nào phòng bé đừng nắp. Thứ nhất là nó lãng phí, thứ hai là nó không hiệu quả. Lúc nào cũng khuyên anh em mình chơi sao cho nó đúng không gian và đúng cái mục đích dùng của nhà mình nhé. Không những lúc mình mà chơi không đúng ấy, thì anh em mình hiểu rằng để được có sáng tiếng của cái dòng côn 100 thì nó rất là lớn, nó mới sáng được tiếng. Đó. Đây là lớp bên trong cùng như này. Và anh em mình thấy một con bát phiên bản này này thì đã có cái u này này, là ánh 7 màu. U trước đó thì anh em mình có thể thấy năm ngoái anh mua bên mình thì sẽ không có ánh 7 màu. Năm ngoái bán được mấy chục cặp này thì anh em biết đến là nó chỉ có cái u trắng thôi. Đây u ánh 7 màu à. Đó, ánh 7 màu. Còn đương nhiên là cái ánh 7 màu và ánh trắng là chất lượng là như nhau. Cái quan trọng là chất lượng côn bên trong vẫn là vậy. Là côn lớp trong lớp ngoài và côn là côn 100. Anh em côn 100. Anh em thấy đấy, một cái bát này sẽ có cái màng xếp ly và có được sơn chống ẩm anh em nhé, sơn chống ẩm. Côn là côn 100 thì anh em mình đánh sự kiện là thoải mái. Đó. Chất lượng và giá thành bán cho một đôi là 4,5 triệu đã được bao ship rồi. Bên mình bao ship luôn nhá, nó sẽ có cái tem và công ty bên Trung Quốc họ sẽ phát tem rồi và bên mình sẽ dán anh em nhé. Anh em thấy không có tem ở đây. Đó, chất lượng, rất là chất lượng. Dòng bát Neo Cone 100 này thì anh em mình yên tâm khi sử dụng, rất chất lượng. Anh em nào quan tâm thì điện thoại cho bên mình để được tư vấn và mua bán nhé. Giá là 4,5 triệu một đôi, bao ship và có bán lẻ một chiếc nhé. Có bán lẻ một chiếc. Anh em quan tâm điện thoại cho mình qua số máy 0904 612323 và chào anh em.